516 Ô Đà Ca. Dịch: Quỷ nước độc. Kệ: Thủy độc quỷ mẫu quyến thuộc ác, phiên giang đảo hải thương lãng ba, kim cang long thần hộ lương thiện, hóa hiểm vi di niệm Phật Đà. Nghĩa là: quỷ mẹ nước độc quyến thuộc ác, dời sông lấp biển nổi sóng lớn, kim cang rồng thần hộ lương thiện, chuyển hung hóa cát niệm Phật Đà. Giảng giải: quỷ mẹ nước độc quyến thuộc ác. Quyến thuộc của chúng rất ác, vì tánh tình của chúng âm hiểm, cho nên hay muốn khiến người chết đuối, chết chìm, đây đều là quỷ nước độc đang tác quái. Dời sông lấp biển nổi sóng lớn. Loài quỷ nước độc này so với lửa độc còn lợi hại hơn, âm độc so với dương độc càng mãnh liệt hơn. Nếu độc quá lợi hại thì sẽ làm thành núi lở, biển gào, tạo thành các thứ tai nạn. Nếu hay thành tâm tụng trì chú Lăng Nghiêm thì sẽ cảm động thần Kim Cang đến hộ trì bạn. Những bài kệ này tuy là tôi viết ra, nhưng tôi giảng cũng chẳng phải tùy tiện, muốn nói gì thì nói, phải thật đầy đủ con mắt chọn pháp, tức trạch pháp nhãn, mới có thể nói hợp vừa tốt. Đây là xem bạn có giới định huệ hay không. Kim Cang rồng thần hộ lương thiện. Nếu người có căn lành, thường làm việc thiện, thì Kim Cang rồng thần sẽ đến hộ trì bạn. Chuyển hung hóa cát niệm Phật Đà. Trách nhiệm của Kim Cang rồng thần là ủng hộ người lương thiện, chẳng màng quỷ nước độc nổi sóng, nổi gió như thế nào. Nếu bạn có căn lành thì cũng sẽ chuyển hung hóa cát, vượt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn nhờ quá khứ có căn lành, đã từng làm việc thiện, đã từng niệm Phật, sẽ cảm động đến Kim Cang rồng thần đến cứu bạn. Vì rồng thần là cai quản về nước, nếu bạn bị nước độc thì Ngài sẽ đến trợ giúp bạn. Ha ha ha,